Xin chào quý anh chị, chào mừng anh chị trở lại với kênh của Citizen Pathway về đầu tư định cư Mỹ. Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái xu hướng xét duyệt hồ sơ EB-5 trong thời gian gần đây. Với những cái thay đổi và những cái cải cách trong cái quy trình xét duyệt hồ sơ thì chúng ta cần hiểu rõ những cái xu hướng thì nó sẽ giúp mình chuẩn bị một cái bộ hồ sơ tốt nhất, tăng cơ hội thành công và nhận thẻ xanh một cách nhanh chóng. Thứ nhất là hiện nay sở di trú họ đang có những cái nỗ lực và những cái kết quả rất là nổi trội trong cái việc xét duyệt hồ sơ một cách nhanh hơn. Nếu mà chúng ta tìm hiểu trên website của sở di trú, nhiều anh chị báo với dịp trúc và đội ngũ rằng anh chị thấy là 56 tháng mới xét duyệt được cái đơn I-526. Nhưng thực tế thì sao ạ? Gần như cái thời gian này chỉ chính xác với những anh chị đã nộp trước luật cũ là trước năm 2022, và đặc biệt với những nhà đầu tư Trung Quốc. Còn với những nhà đầu tư mới sau tháng 3 năm 2022 thì thời gian xét duyệt cái đơn I-526 rất là nhanh. Từ 3 tháng, 6 tháng, thậm chí là 9 tháng chúng ta đã thấy là cái hồ sơ nó được xử lý và xét duyệt rất là nhanh rồi. Cái thời gian xét duyệt nhanh này chủ yếu vào những cái dự án được chính phủ ưu tiên xét duyệt là dự án vùng nông thôn. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2024, chúng ta đã thấy là có hơn 5.000 visa EB-5 được cấp, tăng hơn 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Và điều này sở di trú đã tích cực xử lý những cái bộ hồ sơ hơn, và những cái lãnh sự của các nước cũng gọi là đang đẩy nhanh cái tiến độ xử lý và cấp visa. Và cái việc mà xử lý nhanh hồ sơ và cấp visa như vậy cho thấy sở di trú đã đẩy nhanh quá trình xét duyệt, tạo cái điều kiện thuận lợi hơn cho những nhà đầu tư mới để đầu tư tiền vào nước Mỹ thông qua chương trình EB-5. Và đây là một cái cải tiến đáng kể và một cách thực tế là chúng ta có thể có được cái thời gian xét duyệt và nhận thẻ xanh nhanh dưới 2 năm nếu chúng ta biết cách đầu tư đúng cách. Tiếp theo nữa là chúng ta thấy rằng chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 có nhiều ưu thế hơn cho các nhà đầu tư trong năm 2024. Năng lực xét duyệt hồ sơ của sở di trú ngày càng được cải thiện, thời gian chờ xét duyệt cũng được rút ngắn và số lượng hồ sơ chấp thuận thì ngày càng nhiều. Đặc biệt số lượng visa EB-5 được cấp cho các nhà đầu tư Việt Nam ngày càng tăng đã khiến cho chương trình EB-5 ngày càng hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Ngoài ra, năm 2024 là thời điểm rất là thích hợp để mà anh chị mở hồ sơ EB-5, khi chúng ta sẽ có nhiều lợi thế như sau. Cái chương trình này chúng ta biết là không yêu cầu về bằng cấp, về trình độ tiếng Anh hay về kinh doanh, hay là không yêu cầu về công ty của các anh chị. Hiện nay ở Việt Nam, cái số lượng visa EB-5 vẫn trong tình trạng là có sẵn, là dư ra. Thì nhà đầu tư có thể mở hồ sơ mà không cần phải chờ đợi như các quốc gia khác bị tồn đọng hồ sơ như là Trung Quốc, Ấn Độ. Và nếu anh chị muốn đến Mỹ, chúng ta có thể sang Mỹ bằng hình thức là chuyển diện. Chuyển diện có nghĩa là thay đổi tình trạng. Chúng ta không cần đợi tới lúc chúng ta có thẻ xanh sang Mỹ. Anh chị có thể sang Mỹ bằng một loại visa hợp pháp và chuyển đổi cái tình trạng của mình ở Mỹ một cách hợp pháp trong thời gian đợi thẻ xanh. Và cái điểm quan trọng nữa và nổi bật nữa với EB-5 trong năm nay đó chính là sở di trú đã thay đổi cái thời gian để mà các anh chị được hoàn tiền. Như trước đây là từ 5 năm cho tới 7 năm. Cụ thể là sau khi anh chị nộp đơn cái đơn I-829 để chuyển sang thẻ xanh vĩnh viễn thì sau tháng 10 năm 2023 thì chính phủ đã chính thức xác nhận rằng chỉ cần anh chị đầu tư trên 2 năm, anh chị được quyền lấy lại cái tiền đầu tư. Thì đây là một cái điểm sáng rất là mới cho chương trình để mà thu hút cái tiền đầu tư EB-5 vào nước Mỹ. Những cái dự án bây giờ hiện nay cũng đang rút ngắn cái thời gian vay mượn tiền hoặc là đầu tư giữ cái tiền của các anh chị để mà anh chị có thể có khả năng nhận cái thẻ xanh sớm, cũng như là lấy lại cái tiền đầu tư từ 2 năm cho tới chỉ 4 hoặc là 5 năm. Như vậy, trong năm 2024 là một thời điểm rất là tốt, gọi là thời điểm vàng cho các nhà đầu tư để tận dụng cơ hội lấy thẻ xanh nhanh từ 1 cho tới 2 năm và hoàn vốn tối đa 4 năm. Hiện nay chúng tôi đang rất là vui khi mà có thể mang về Việt Nam một cái dự án rất là đặc biệt là Anasu Resort, đáp ứng đầy đủ những cái điều kiện cần và đủ của một dự án thành công, đã được chấp thuận đơn I-956F, được ưu tiên xét duyệt hồ sơ, vị trí đắc địa ngay tại Napa Valley, California. Và nhà đầu tư chúng ta có cái tài sản thế chấp rất là vững chắc, chính là đất ngay tại Napa Valley, để thế chấp cho cái khoản vay của các anh chị với EB-5. Có nghĩa là chúng ta đang cho vay vào trong dự án và chúng ta rất là an toàn ở một cái vị trí để mà bảo toàn vốn sau 4 năm. Thì các anh chị có thể tìm hiểu EB-5, nhưng hiện nay nếu mà các anh chị quan tâm đến cơ hội lấy thẻ xanh cho gia đình thì hãy dành nhiều thời gian hơn để nắm bắt cơ hội vàng này nhé.